19. Chị, cuối cùng chị cũng gặp em rồi. Ông đi luôn cổ vũ chị, nói rằng chị phải giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Nhưng chị không ngờ rằng người đầu tiên chị gặp lại là em. Chị, em biết chuyện khi đó có đả kích rất lớn với chị, nhưng ba em đã huy động rất nhiều mối quan hệ xã hội giúp chị tìm kiếm thông tin về nhà họ Lục. Nhưng chuyện đã lâu như vậy rồi, ba người nhà họ đến bây giờ vẫn được bị xem là người mất tích. Đến tập đoàn Diệp Hoa bây giờ cũng đã bị ba con Hoán Lương chiếm rồi. Để nào chị vẫn chưa từ bỏ, vẫn đợi người đó quay lại sao? Lục Gia Hạo nhất định sẽ quay trở về. Chị biết mọi người quan tâm chị, nhưng không sao hết. Cho dù không có anh ấy thì vẫn phải sống mà. Đúng rồi, tập đoàn Giải Tố bây giờ thế nào rồi? Em nói thật với chị, mẹ nửa năm trước đã quay về Mỹ cùng ba em rồi. Ngay cả tên Lương Phong trước đây theo đuổi chị bây giờ cũng quay lại Việt Hoa rồi. Cả tập đoàn Giải Tố bây giờ chỉ còn mình em quản lý. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do em lo hết. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Cuộc sống là như vậy mà. Em có càng nhiều thì trách nhiệm phải gánh vác càng lớn, áp lực cũng sẽ càng lớn hơn. Nhưng không sao đâu, có áp lực sẽ có động lực. Hơn nữa, ít ra bây giờ cũng chứng minh được em không phụ sự kỳ vọng của chủ tịch vùng. Chị, 2 năm trước em đã chấp nhận chị rồi. Em không quan tâm về chị gọi bà ấy là gì. Chị có thể tha thứ cho bà ấy hay không, nhưng trong lòng em, chị vẫn luôn là con gái ruột của bà ấy. Chị, em thấy cửa hàng hoa của chị có vẻ như hiện giờ đang gặp khó khăn. Nhưng khách sạn của tập đoàn Nhà Tú em mỗi ngày đều cần sắp xếp hoa tươi. Chỉ cần chị đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, bài trí hoa tươi của khách sạn em thì sẽ giao hết cho cửa hàng hoa của chị. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vậy quá tốt. Không ngờ em cho chị một mối làm ăn lớn như vậy đó. Chị vui quá. Vì chúng ta nói giữ lời nhé. Được. Uống cà phê đi chị. Cần nói cái gì? Kêu mẹ về sao? Mẹ ở đây đang làm tốt mà. Tại sao lại bắt mẹ về? Mẹ, nhỏ tiếng một chút thôi. Cần nói cho mẹ nghe. Lương Hoàng Lương vừa cho cái gì mà đuổi mẹ đi? Con biết mẹ có tình cảm với ngôi nhà này, cũng biết mẹ không đỡ để Tiểu Đồng ở một mình lại nơi này. Nhưng chiều hôm nay, Tổng giám đốc Lương đã đưa cho con một tấm séc 30 vạn, kêu con đưa mẹ về quê dưỡng lão. Con nói cái gì? Con nhận tấm séc đó rồi sao? Con, tại sao con lại nhận tấm séc đó? Tên xúc sinh này, sao con có thể như vậy hả? Con làm mẹ tức chết rồi. Mẹ tức chết rồi. Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa con như con hả? Mẹ có thể nghe con nói được không? Con ngoan ngoãn nói cho mẹ nghe. Rốt cuộc con đã đáp ứng họ cái gì rồi? Con không đáp ứng họ gì cả. Tổng giám đốc Lương nói số tiền này là mẹ vốn nên có. Con bớt nói mấy lời này đi. Mẹ không có tiền, không có bản lĩnh. Nhưng mà từ trước đến nay mẹ đã nói với con thế nào? Không phải đồ của mình thì tuyệt đối không được đụng vào. Cho dù con quên lời mẹ dặn cũng không thể nào quên được. Từ trước đến nay cha Hạo đã chăm sóc con như thế nào. Bây giờ con lại vì chút tiền bẩn này mà bán đứng lương tâm của mình. Mẹ nói gì vậy? Con không phải là loại người như vậy. Đã 2 năm rồi, ông chủ bà chủ và Gia Hạo không có một chút tin tức nào. Gia Đồng đáng thương không nơi nương tựa. Bây giờ hai ba con họ Lương lại chuyển vào. Đây rõ ràng là có ý xấu không phải sao? Lúc này sao mẹ có thể đi được? Nếu như thực sự phải đi thì mẹ cũng phải đưa Gia Đồng đi cùng. Chị Đào, chị có chuyện gì thì nói với tôi. Chị Đào, chị hiểu nhầm tôi rồi. Số tiền này là vì chị đã vất vả bao nhiêu năm vì nhà họ Lục, biểu đạt chút tâm ý thôi. Như vậy đi, bây giờ chị về nhà. Nếu chị nhớ Gia Đồng thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào, không có vấn đề gì cả. Ý của anh là không để tôi làm bảo mẫu nữa, mà là giúp việc theo giờ sao? Chị Đào, lời đề của chị nói xa cách quá. Bao năm nay tôi và chị thực sự cũng coi như là người thân của nhà họ Lục rồi. Chị nói có phải không? Tôi chuyển vào ở cũng là vì chăm sóc Gia Đồng. Tôi và bà nó bao nhiêu năm nay quan hệ như anh em, người khác không rõ, nhưng chị là người hiểu rõ nhất, đúng không? Bây giờ họ đều không còn nữa. Việc chăm sóc Gia Đồng là việc tôi bắt buộc phải làm. Tôi biết có những người đứng sau tranh luận về tôi, nói tôi chuyển vào có ý đồ. Chị Đào, chắc chị không nghĩ như vậy chứ? Tôi đã nói với Gia Đồng rồi, mỗi tháng chúng tôi ở đây đều sẽ đưa tiền nhà cho cô ấy. Chị Đào, tình hình cuộc sống của tôi chị hiểu rất rõ. Chị nghĩ tôi sẽ tham lam chút tiền cỏm con này sao? Chị thấy có đúng không? Chị vốn định vài hôm nữa sẽ đi gặp em, không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nay là 2 năm cả gia đình em mất tích. Liệu em có trách chị thời gian vừa rồi không xuất hiện, cũng không liên lạc với em không? Thực ra chị rất sợ phải gặp em, cũng rất sợ đến nhà em, bởi vì chị sợ ký ức chị khó khăn lắm mới chôn giấu được sẽ bị lôi lại ra. Bởi vì chị lúc nào cũng nhớ đến anh ấy. Không cần nói nữa, em đều hiểu. Đúng rồi, tin nhắn trước đây em gửi cho chị, Lương Phong và Lương Hoàng Lương, hai người họ đã chuyển vào nhà em rồi. Chú Lương đứng trước mặt tất cả mọi người, nói rằng nhà họ Lục chỉ còn mình em, nói muốn đến để chăm sóc em. Nhưng em căn bản không cảm nhận được sự chân thành của chú ấy. Thậm chí em còn nghi ngờ chú ấy có mục đích riêng. Vậy nếu em nghi ngờ ông ta có mục đích khác thì có thể từ chối mà. Không được. Hiện giờ em không thể lật mặt với họ. Tại sao? Tuy rằng bề ngoài em là cổ đông lớn nhất của Việt Hoa, nhưng em không hiểu gì chuyện của khách sạn. Đến nửa bàn chân em cũng không chen vào được. Nếu giờ em lật mặt với họ, em lo chú ấy sẽ hủy hoại Diệp Hoa. Vậy Lương Phong thì sao? Lương Phong thái độ thế nào? Lương Phong là một người hiếu thảo. Cho dù anh ta không cùng một ruột với ba mình, nhưng chị nghĩ xem, anh ta sẽ vì em mà lật mặt với ba mình sao? Huống hồ bây giờ bên ngoài có rất nhiều lời đồn rằng Lương Phong đang theo đuổi em. Nhưng trong lòng em hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Lương Hoàng Lương. Chú ấy hy vọng em và Lương Phong kết hôn, nhưng chú ấy không biết rằng em và Lương Phong vĩnh viễn không có khả năng đó. Bởi vì người Lương Phong thật sự thích chính là chị. Thông Nhi, cô cũng ở đây hả? Về đi, em tiễn chị. Không cần đâu, chị muốn ở lại đây một chút. Hai người về trước đi, đi cùng bọn tôi đi. Thực sự không cần đâu, hai người đi trước đi. Vậy chị cẩn thận nha. Đi đây. Thông Nhi, hóa ra là hai người thường đến cầu nguyện cho Gia Hạo sao? Nhưng sao Gia Đồng trước giờ chưa từng nói với tôi? Có những người thích giấu những chuyện đau buồn vào trong lòng, cho dù anh đứng trước mặt họ cũng chưa chắc cảm nhận được sự đau khổ mà họ từng trải qua. Tôi đương nhiên có thể hiểu sự đau khổ của Gia Đồng mất hết người thân chỉ sau một đêm. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy trưởng thành hơn nhiều so với lúc còn nhỏ rồi. Thực ra không chỉ mọi người, tôi thỉnh thoảng cũng nhớ đến Gia Hạo. Có lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu như 2 năm trước cậu ấy không đi thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào. Tôi thực hy vọng rằng cậu ấy chỉ đang đùa với chúng ta. Có lẽ một ngày, một tháng, một năm nào đó, cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện, gây bất ngờ cho chúng ta. Tôi tin rằng lúc đó Gia Hạo sẽ cho anh một cái ôm thật chặt. Đúng vậy, cậu ấy là một người nhiệt tình như thế nào, những người bên cạnh chúng ta đều hiểu rõ. Nhưng mà lúc đó chúng tôi có một chút mâu thuẫn, còn đánh nhau nữa. Bởi vì có một khoảng thời gian tôi thường xảy ra xung đột với Gia Hạo. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, quay đầu nhìn lại tôi mới phát hiện, hóa ra những chuyện như vậy, những người như vậy lúc nào cũng có. Nếu như con người cứ giữ những điều đó trong lòng thì cuộc sống còn gì vui vẻ nữa chứ. Đúng vậy, cho nên chúng ta mỗi ngày, mỗi khắc đều phải sống vui vẻ, đúng không? Thông Nhi, vậy em thì sao? Dạo gần đây em sống thế nào? Tôi đến cửa hàng của em không chỉ một lần. Anh từng đến cửa hàng của tôi, nhưng sao tôi chưa từng gặp anh bao giờ? Lúc ban đầu tôi chỉ vô tình nhìn thấy trên đường. Tôi không muốn làm phiền em làm việc, tôi cũng không biết an ủi em kiểu gì. Sau đó có một lần em không ở cửa hàng, tôi đã gặp Ôn Đi, mới biết là em nhờ cô ấy đến giúp. Vậy trước đây có một món đồ điện ở cửa hàng tôi bị hư, bồn cầu bị tắc, dòi sen bị hỏng. Ôn Đi nói với tôi sẽ có người đến giúp sửa, còn không lấy tiền nữa. Lẽ nào là anh sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Lương Phong, cảm ơn anh. Thật đó, thời gian này tôi đã không quan tâm đến nhiều người, cũng đã bỏ qua quá nhiều chuyện, thậm chí rất nhiều bạn bè. Xin lỗi. Cũng cảm ơn anh luôn ở bên cạnh, âm thầm quan tâm và giúp đỡ tôi. Tiểu Đồng, cô định đi đâu? Không cần anh lo, dù sao thì giờ tôi cũng không muốn về nhà. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Cô nói muốn đến trung tâm thành phố, tôi đã đưa cô đến rồi. Dù là ăn cơm hay là đi dạo, tôi đều có thể đi cùng cô. Không cần đâu, anh là tài xế riêng của Lương Hoàng Lương, cũng không có lý do gì để đưa đón tôi cả. Anh vẫn nên quay về phục vụ cho ông ta thì hơn. Tiểu Đồng, cô có gì không hài lòng về tôi cứ nói ra, có được không? Có những chuyện cần tôi phải nói thẳng ra sao? Phí Thanh Sơn, anh đã không còn là Thanh Sơn trước đây nữa. Anh làm gì tự lòng anh biết rõ. Anh vốn không xứng làm anh em tốt của anh trai tôi. Tôi nhìn thấy anh thôi tôi cũng tức tối. Tốt nhất anh vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi đi. Cô đừng làm. Để tôi. Đừng. Để tôi làm. Nào. Hôm nay ra ngoài một chuyến mà sao đã phấn chấn lên rồi? Có phải là đáp ứng Tuấn Kiệt rồi không? Đúng, tôi đã đồng ý lời đề nghị của Tuấn Kiệt rồi, nên là sau này tôi phải chăm chỉ làm việc. Ôn Đi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã không bỏ tôi. Tôi làm việc không tốt, vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô có thể nghĩ được vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà gì? Có một chuyện có phải cô nên khai thật với tôi không? Chuyện gì chứ? Hôm nay tôi đã gặp Lương Phong rồi. Anh ta nói với tôi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này rồi. Không phải tôi cố ý giấu cô, chỉ là lúc đó cô không có tâm trạng nghe tôi nói chuyện. Nói thật lúc đó tôi không thích Lương Phong. Ai kêu ba anh ta là Lương Hoán Lương chứ? Nhưng mà sau này tôi phát hiện con người Lương Phong thực ra cũng tốt. Chỉ cần ở cửa hàng có chuyện gì mà tôi gọi cho anh ta đều làm theo lời tôi. Nhưng mà gì? Nhưng mà cái gì cô còn chưa rõ sao? Rõ cái gì chứ? Anh ta làm như vậy đều là vì cô. Vậy sao? Cô giả vờ ngu ngốc cái gì? Nếu anh ta không thích cô thì có thể nghe lời tôi không? Lẽ nào anh ta thích tôi hả? Nhưng nếu như thực sự như vậy thì cũng tốt đó. Xem ra ấn tượng của cô về Lương Phong không tệ nhỉ? Hay là cô giúp tôi ghép đôi với anh ta nhé? Cô thấy có thể không? Có thể chứ, vô cùng hợp. Tôi đùa với cô thôi. Theo như tôi thấy, Lương Phong chỉ thích một mình cô. Ôn Đi, nào, chăm chỉ làm việc thôi. Ôi trời ơi, mệt chết mất. Như vậy mà cô đã mệt rồi sao? Tôi đang muốn giảm cân đây. Lẽ nào cơ thể của tôi bây giờ không đẹp sao? Chị Tuấn Kiệt, lần nào đến chị cũng không nói với em gì cả, cũng chẳng vào trong rồi. Chị sợ em bận nên không muốn quấy rầy em. Chị khách sáo với em gì chứ? Nào, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Chị còn cần Ôn Đi giúp giải cho cô rồi. Hai người cứ đi đi. Được, cảm ơn nhé. Chị còn nhớ 2 năm trước chúng ta hợp tác cùng Diệp Hoa, muốn cùng nhau phát triển kế hoạch khách sạn bờ biển không? Đương nhiên là chị nhớ rồi. Đó là khách sạn khó khăn, hai nhà mới đạt được thỏa thuận. Nhưng mà mọi thứ không như mong muốn. Tập đoàn giải tố chúng ta sau khi trải qua khoảng thời gian thanh toán đầu tiên thì bọn họ lại lật mặt. Sau khi chủ tịch Lục xảy ra chuyện, tập đoàn tức không thừa nhận kế hoạch trước đây, liên tục trì hoãn thời gian của hạng mục này. Nhưng không phải chúng ta có hợp đồng của chữ ký đóng dấu của chủ tịch Lục sao? Lẽ nào họ thay người quản lý là có thể tùy tiện hủy bỏ hợp đồng sao? Điều này cho chúng ta chậm trễ. Thời gian đó về vì chuyện của chị, tâm trạng rất không tốt, nên cũng không có nhiều tâm trạng để nói chuyện với họ. Chị xin lỗi. Hóa ra điều tại chị. Chị, em không có ý trách chị. Em muốn nói là chuyện này đang trở nên rất phức tạp. Tại sao lại vậy? Giấy trắng mực đen còn đó mà. Nếu như Lục Gia Hạo còn ở đây thì sẽ không như thế này. Chị, em biết chuyện đó làm chị rất buồn. Lục Gia Hạo mất tích lâu như vậy mà chẳng có chút tin tức gì. Bây giờ Diệp Hoa đều do Lương Hoàng Lương quản lý. Chị, lần này em gọi chị đến là vì thực sự mong chị có thể quay về giúp em, trở thành cánh tay đắc lực của em. Nhưng cho dù chị bây giờ quay về thì cũng có tác dụng gì chứ? Không đâu chị đừng nói như vậy. Dù sao chị cũng từng làm khách sạn, chị rất có kinh nghiệm. Không giấu gì chị, ăn chơi thì em giỏi lắm. Chứ quản lý khách sạn gì đó thì em chẳng biết gì cả. Chị quay về giúp em đi mà. Giám đốc Lương, xin chào. Phóng viên, đến nhanh quá. Hiếm khi ông đồng ý chấp nhận phỏng vấn của tôi đương nhiên phải thể hiện thành ý của mình rồi. Đúng rồi, hôm nay tôi còn mời đến một nhân vật vô cùng cao cấp cho cô. Đây là tiểu thư của ngài Lục Thiên Minh, chủ tịch của tập đoàn Việt Hoa, cô Lục Gia Đồng. Xin chào cô Lục. Xin chào. Rất cảm ơn hai chị đã nhận lời phỏng vấn của tôi hôm nay. Là thế này, tôi nghe nói kế hoạch hợp tác với mọi người với tập đoàn Dạ Tú xảy ra tranh chấp về pháp luật, chuẩn bị gặp nhau ở trước tòa rồi. Xin hỏi thực sự có chuyện này sao? Tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật đều do tổng giám đốc Lương quyết. Ông ấy sẽ nói chuyện với cố vấn pháp luật của tập đoàn chúng tôi để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho cổ đông của Diệp Hoa. Cô Lục, nghe nói cô và phó giám đốc của Diệp Hoa đang yêu nhau. Chuyện tốt nhất của hai người sắp đến chưa? Xin lỗi, tôi nghĩ vấn đề này hỏi phía Nam sẽ thích hợp hơn. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi tìm phó tổng giám đốc Lương nói chuyện. Cảm ơn hai vị đã chấp nhận lời phỏng vấn của tôi hôm nay. Cảm ơn. Vất vả rồi. Gia Đồng, tốt đó. Không hổ là tiểu thư nhà họ Lục. Rất tự nhiên, có chừng mực, rất thích hợp, phóng khoáng. Chú Lương, Nếu chú muốn lên trang đầu báo chí, cũng không cần thiết nói đến cả chuyện của cháu và Lương Phong. Gia Đồng à, chú Lương nói với cháu chuyện này là thật lòng đó. Cháu với Lương Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ, quan hệ hai đứa luôn rất tốt. Lương Phong những năm nay cũng rất quan tâm đến cháu. Chú tin rằng nếu mẹ cháu còn, cũng sẽ đồng ý. Chuyện hai người kết hôn, cho dù vợ cháu đồng ý với chú, thì Lương Phong cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Đúng, tính cách Lương Phong hướng nội, nhàm chán. Về điểm này thì giống chú, nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng không sao, chuyện này chú quyết thay nó. Được thôi, nếu anh ấy không có vấn đề gì thì cháu cũng không sao cả. Thanh Sơn, trời nóng quá rồi, cậu đưa Gia Đồng về đi, tôi chơi một chút nữa. Được. Tiểu Đồng, Phong Phong, con ở đâu? Tiểu Đồng, tôi hỏi cô, có phải vừa nãy cô đã đồng ý với Tổng Giám đốc Lương không? Anh muốn nói gì với tôi? Tôi đã nghe thấy cô trả lời câu hỏi của phóng viên. Cô nói không phản đối chuyện kết hôn với Lương Phong. Là thật sao? Tôi không phản đối, liên quan gì đến anh? Trước khi không phải anh cô đã nói hai ba con này không phải người tốt, sao cô còn không nghe chứ? Có một loại người dục vọng rất đơn giản, chỉ cần đưa tiền là thỏa mãn rồi. Còn có loại người, cho dù cả ngày ở bên cạnh nhưng cũng chẳng biết anh ta đang nghĩ gì. Sau cùng người chịu tổn thương cũng chỉ có bản thân tôi. Cô có từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa? Tôi biết bản thân mình đang làm gì, cũng hiểu rõ họ đang muốn cái gì. Tôi không từ chối đề nghị của Lương Hoàng Lương, không có nghĩa là tôi đồng ý yêu cầu của ông ta. Huống hồ bây giờ tôi không còn người thân, cũng nên tìm một bến đỗ rồi. Tôi biết 2 năm nay cô sống rất mệt mỏi, nhìn cô đau lòng tôi cũng rất buồn. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng tôi không biết nên làm gì cả. Tôi không quan tâm cô nghĩ gì tôi thế nào, nhưng tôi không thể nhìn cô chui đầu vào miệng cọp được. Được rồi, nói thì hay lắm, tôi thực sự cảm động rồi đó. Nhưng tại sao tôi càng nghe càng cảm thấy ghê tởm vậy? Cho dù có một ngày tôi lấy Lương Phong thì anh cũng không xứng can thiệp chuyện của tôi. Sao cô phải làm khổ mình như vậy? Nếu anh đã không rạch ranh giới với Lương Hoàng Lương thì có tư cách gì phê phán tôi? Bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi, tôi gả cho Lương Phong tốt hơn so với gả cho tên phản bội như anh 1000 lần một vạn lần. Ông Lương, đây là bộ trang sức kim cương mà ông đặt, mời hai vị xem. Được, cảm ơn. Thế nào, con thấy cái này đẹp không? Ba, sao lại đặt làm trang sức quý giá như vậy? Lẽ nào ba muốn đùa hả? Ba từng này tuổi rồi, sao có thể theo kịp xu hướng chứ? Chuẩn bị cho con đó. Con sao? Đúng vậy, con chưa có bạn gái mà. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ con xác nhận nữa thôi. Sáng nay bà đã nói chuyện xong với Gia Đồng rồi. Cái gì? Bà muốn con kết hôn với Gia Đồng sao? Đúng vậy, con cưới Gia Đồng, một nửa cổ phần của Diệp Hoa sẽ theo tên con. Tương lai, ba, chuyện này ba chưa từng nói với con mà. Được rồi, được rồi, đừng lo lắng, ngồi xuống cả, ngồi xuống đi rồi nói. Đừng lo lắng. Ba, giữa con và Gia Đồng không có loại tình cảm đó, ba không hiểu sao? Phong Phong, chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Ba làm như vậy đều là vì tương lai của các con. Tụi con, Gia Đồng sẽ không đồng ý đâu, còn bé sẽ đồng ý. Không thể nào, Gia Đồng là một người có nguyên tắc, cô ấy sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Con không hiểu phụ nữ rồi. Phụ nữ sinh ra là để dựa vào đàn ông để tồn tại. Gia Đồng là một cô gái thông minh, nó hiểu đạo lý này. Ba, lần này ba sai thật rồi, không phải là như vậy. Hơn nữa, cho dù Gia Đồng đồng ý, con cũng không đồng ý đâu. Tại sao? Ba, người con thích là Lâm Thông Nhi, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Con vẫn chưa chết tâm sao? Con không có lý do gì để theo đuổi một người trong lòng không có con cả. Hơn nữa, giờ con còn trẻ, còn nhiều chuyện con không hiểu. Ba là người từng trải, sẽ dùng ý tưởng của người từng trải nói với con. Hôn nhân là thứ tình cảm, con nói đó, vốn là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà ba, nghe lời ba, tình yêu phụ nữ mà con muốn đó, ba đừng nói nữa. Con hiểu ý của ba. Nhưng con nói cho ba biết, hôn nhân đối với con là lời hứa cả đời này. Nên vấn đề ngày hôm nay, con không có gì để nói với ba nữa rồi. Phong Phong, cái này không phải rất đẹp sao? Phục vụ, thêm một bình đi. Phục vụ. Tiểu đệ, nào, cùng tôi uống một ly đi. Ngồi xuống đi. Giờ anh là người nổi tiếng bên cạnh Lương Hoàng Lương rồi. Tôi làm gì có tư cách uống rượu cùng anh. Chùa ở chỗ tôi nhỏ, không chứa nổi Phật như anh. Mời anh đi cho. Cần muốn đuổi tôi đi. Tại sao chứ? Ông đi, tôi làm gì vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà mọi người hận tôi như vậy? Trước đây tiểu đệ nói gì tôi cũng thấy không vừa mắt. Chỉ có lần đây tôi thấy anh ta làm rất đúng. Cô trưởng thành rồi. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra tôi cũng rất trưởng nghĩa rồi sao? Như vậy còn chưa đủ. Nếu tôi là bà chủ, tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người trong cửa hàng, sau này gặp người này tuyệt đối không cho bước vào trong. Anh còn ngâm trà rót rượu cho anh ta, cho lợn ăn còn tốt hơn hầu hạ cho anh ta. Cô nói đúng lắm, loại tiểu nhân dông ân phụ nghĩa thế này không xứng làm anh em của chúng ta, không xứng. Đi đi, mau cút đi, mau cút đi. Chúng tôi không hoan nghênh anh. Trước đây thì ở bên cạnh định nót Gia Hạo, giờ thì cùng Lương Hoàng Lương dương oai tác quái. Người với anh ta đúng là tên xúc sinh, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Thanh Sơn, sao anh lại ở đây? Anh có chuyện gì sao? Tôi giống như một đêm mất hết tất cả những người thân và bạn bè. Về nhà thì mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, Tiểu Độc cũng vậy, ngay cả tiểu đệ Ôn Đi cũng đối xử với tôi như vậy. Lẽ nào tôi thực sự làm sai rồi sao? Lẽ nào anh thấy mình không sai sao? Đến cô cũng nghĩ về tôi như vậy sao? Thực ra tôi không trách anh làm tài xế cho Lương Hoàng Lương. Con người muốn sống thì phải có việc làm mà. Nhưng mà tôi cũng hiểu được tại sao tiểu đệ và Ôn Đi giận anh. Dù sao thì tôi cũng không có năng lực đi khuyên họ tha thứ cho anh. Nhưng tôi muốn nói với anh rằng, nếu như chuyện anh đã quyết định xong thì hãy kiên trì làm nó, đừng quan tâm người khác nghĩ hay nói như thế nào. Tôi biết mọi người đều nghĩ tôi là tên phản bội, nhưng mọi người đâu có biết tại sao tôi ở bên cạnh Lương Hoàng Lương, tại sao ở lại Diệp Hoa. Vừa mới sáng ra có người tặng hoa rồi sao? Đẹp không? Tôi đặc biệt thiết kế đó. Làm gì vậy? Tặng tôi sao? Không phải, là một vị khách đặt. Anh ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Anh ta nói cô tự mang đến. Tôi có quen vị khách này không? Tối qua cô còn nhắc đến anh ta với tôi nữa đó. Còn nói trước đây tôi đối với anh ta không được tốt. Cô không nghĩ rằng cô nên tự tay tặng anh ta để đáp lễ sao? Lương Phong đặt hả? Cô đi đi thì hơn. Tại sao chứ? Không tại sao gì hết, chỉ là tôi thấy lạ. Có gì kỳ lạ chứ? Tôi đọc báo thấy anh ấy và Gia Đồng sắp kết hôn rồi. Tôi đoán hoa này chắc là để tặng Gia Đồng. Anh ấy và Gia Đồng sắp kết hôn? Đúng vậy, trên báo viết vậy đó. Tôi tận mắt đọc mà. Sao có thể chứ? Có gì mà không thể chứ? Thực ra tiếp xúc lâu, với Lương Phong mà nói, tôi cảm thấy anh ta không xấu như người ta nói lắm. Cứ đưa hoa cho tôi đi, tôi mang đi. Được. Lương Phong, Thông Nhi, đây là hoa anh đặt lúc sáng, tôi mang qua giúp anh. Cảm ơn em. Nhưng mà hoa này là để tặng cho em. Hoa này không phải để tặng Gia Đồng sao? Thông Nhi, tâm ý của tôi trước giờ chưa từng thay đổi, em hẳn rất rõ mà. Tôi phải về cửa hàng làm việc rồi. Đợi đã. Thông Nhi, tôi không thể tiếp tục im lặng nữa. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi đã rất ghen tị với tình cảm của em và Gia Hạo, nhất là khi tôi nhìn thấy hai người ngọt ngào ở bên nhau. Thực ra trong lòng tôi rất đau khổ, nhưng vì sự hạnh phúc của em, tôi luôn giấu tình cảm của mình ở trong lòng. Thậm chí ba tôi còn tưởng tôi bỏ cuộc rồi, nhưng chỉ có mình tôi biết. Tình cảm của tôi đối với em chỉ có tăng lên theo thời gian, chứ tuyệt đối không hề giảm đi. Nhưng mà Lương Phong, anh có biết là hôm nay anh nói với tôi những chuyện này quá đột ngột, hơn nữa anh còn khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Nếu như bởi vì những lời tôi vừa nói làm em thấy áp lực, thì tôi xin lỗi em, là tôi quá đường đột rồi. Tôi thừa nhận, về phương diện tình cảm tôi không giỏi biểu đạt, nên những năm nay tôi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, quan tâm em. Tôi cũng luôn nghĩ rốt cuộc có nên tỏ tình với em không, bởi vì tôi không muốn làm cái bóng của Lục Gia Hạo, càng không muốn làm em cảm thấy tôi lợi dụng cơ hội mà tiến đến. Nhưng em có biết không, gần đây xảy ra một vài chuyện khiến tôi không thể có thời gian để do dự nữa. Thông Nhi, tôi rất chắc chắn người tôi thích chỉ có mình em. Thông Nhi, đời này tôi chỉ muốn cưới em làm vợ. Cửa hàng hoa có việc, tôi đi trước đây. Đợi đã. Nếu em cảm thấy bó hoa này là quá tầm thường, thì còn có một món quà nữa em nhất định phải nhận. Lương Phong, Thông Nhi, mong em nhất định phải nhận món quà này. Đây là dáng vẻ lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy em. Lương Phong, tôi biết bao nhiêu năm nay anh làm rất nhiều chuyện vì tôi. Tôi rất cảm ơn anh. Nhưng mà thực sự xin lỗi, tôi thực sự không thể chấp nhận anh. Xin lỗi anh. Tại sao Thông Nhi? Có phải là gì Lục Gia Hạo không? Tại sao Thông Nhi? Anh ta có thể cho em, anh cũng có thể cho em. Những thứ anh cho em được, anh ta không cho em được. Bởi vì Lục Gia Hạo đã chết rồi, anh ta không bao giờ quay lại nữa. Thông Nhi, Thông Nhi, Thông Nhi, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em. Anh chỉ muốn nói với em, tình yêu anh dành cho em không ai có thể so được. Lương Phong, tôi nói anh nghe, cả đời này không ai có thể thay thế vị trí của Lục Gia Hạo trong lòng tôi. Không ai cả. Còn anh, tôi luôn coi anh là bạn tốt. Thực sự xin lỗi anh, Lương Phong. Xin lỗi anh. Trong lòng tôi không ai có thể bước vào được nữa. Tôi xin lỗi Lương Phong. Xin lỗi anh. Thông Nhi, Thông Nhi. Gia Hạo, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Em không tin anh đã rời khỏi thế giới này. Nhưng nếu anh còn sống, tại sao không có một chút tin tức nào? Thông Nhi, Cả đời này tôi chỉ lấy em làm vợ. Gia Hạo, hôm nay Lương Phong đến tìm em, em mới phát hiện ra, hóa ra anh ta vẫn còn thích em. Tuy rằng em rất cảm động vì từng chuyện mà anh ấy làm cho em, nhưng em không có cách nào chấp nhận anh ấy cả. Có lẽ sau chuyện này, em và anh ta sẽ không trở thành bạn bè tốt nữa rồi. Lục Gia Hạo, anh đã từng nói ma tổ có thể bảo vệ chúng ta bình an, cho nên em vẫn luôn đeo nó. Vì lúc nào anh có thể bình an quay trở lại. Kiến A Kỳ, anh đang làm gì vậy? Anh đang xem bản đồ. Anh cảm thấy toàn bộ Trung Quốc. Thì hình như anh có ấn tượng với Phúc Kiến. Nhưng Trung Quốc lớn như vậy, sao anh biết được rốt cuộc anh là người ở đâu chứ? Dù sao, anh có một vài mảnh ký ức khá vụng vỡ, cho nên anh chắc chắn có quan hệ với nơi này. Nơi này sao? Đúng vậy. Vậy anh có thể nhớ ra những thứ khác không? Hết rồi. Không sao đâu. Dù sao anh cũng có một chút ký ức rồi. Sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức. Đúng rồi. Em đưa anh đến một nơi. Đi. Đi mà. A Kỳ, anh tin em đi. Không, anh nhất định phải khắc phục nỗi sợ này. Được mà, A Kỳ, anh xem. Bãi biển này, anh nhất định phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Anh phải đối diện thì mới có thể phục hồi ký ức được. A Kỳ, đừng mà. A Kỳ, đừng mà, anh không muốn. Yên tâm đi, không sao đâu. A Kỳ, anh phải tin em. Đừng mà. Đừng thả anh ra. A Kỳ. A Kỳ, anh sao rồi? A Kỳ. Lục Gia Hạo. Anh tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Anh nhớ ra rồi. Anh nhớ ra cái gì? Anh nhớ ra rồi. Ba mẹ anh đã chết. Nhà anh ở Trung Quốc. Còn nữa, anh không phải là A Kỳ. Anh là Lục Gia Hạo. Lục Gia Hạo. Lục Gia Hạo.